50 cây nha đam mình gửi về Huế, từ Long An mình chuyển về Huế. Thì cây nha đam mình lúc nào mình đóng mình cũng để cho nó đứng. Thì bây giờ mình sẽ đóng lại. Rồi một đống một cái thùng nha đam 50 cây gửi về Huế nha. Rồi Huế chuẩn bị nhận hàng nha bà con.